ý nghĩa tam đồ đối với các niềm tin có khái niệm khác nhau. 1. Trong đại đạo tam kỳ phổ độ, khi chức sắc lập minh thể có câu: như ngày sau phạm thiên điều thề có hộ pháp tận đọa tam đồ bất năng thoát tục. Câu minh thể này, đọa tam đồ là ba lần luân hồi tái sinh liên tục từ cấp hồn vật chất kim thạch sỏi đá cát bụi, tinh tấn lần lên thảo một côn trùng cầm thú, cho đến cấp nhân loại thì phải lộn lại từ đầu chỗ cấp kim thạch, trải qua trăm muôn ngàn kiếp, lên tới con người thì lại bị lộn lại từ chỗ kim thạch. Ba lần như vậy từ kim thạch lên tới nhân hồn thì mới xong hình phạt này. Nhanh thì vài trăm ngàn kiếp, vài trăm năm cho tới hàng ngàn năm. Chậm thì lâu không biết chừng nào mới xong. Rất nặng nề. Hay tam đồ khổ theo Phật giáo quan niệm, không bàn đúng sai với các tông phái khác nhau. Hỏa đồ, địa ngục với các quỷ sai tra tấn tội nhân. Quế huyết đồ, súc sanh bị sát mạng máu me thực nhục. Đau đồ, ngạ quỷ bị đói khát. 3. Tam đồ ở âm quan do Huyền Quang đạo sĩ chia sẻ lại sau khi đi du hành cõi âm quan. Quế huyết đồ là dòng sông có nước đỏ như máu cuốn trôi, bên trong là hàng hà sa số tư niệm tư dục của chúng sanh. Chúng sanh đắm chìm trong đó ở trạng thái mê man. Tương ứng với tánh tham dục bất thiện của chúng sanh, vì tham mà đắm chìm trong dục vọng không biết bao giờ mới thức tỉnh. La sát đồ, tu la trường là cảnh giới có nhiều thi thể bị cắt lìa của người và vật, cũng có máu me lênh láng, đào kiếm khí giới khắp nơi, đúng kiểu chiến trường hỗn loạn thay chất như núi. Tương ứng tính sân, thích tranh đấu, tàn hại lẫn nhau, chinh phục sát phạt nhau của chúng sanh. Cơ khát đồ là cảnh giới có nhiều người và vật đói chết la liệt ốm o hao gầy da bọc xương. Tương ứng tính si mê, vì mãi chạy theo điều gì đó mà lạc mất bản thân, quên mất chính mình, trở nên u tối trì trệ đói khát với thứ mình đang mãi si mê theo đuổi.